Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chim đi đa kênh của Sony. Model của nó là STRV555ES. Đây là một trong những dòng âm đi cao cấp của hãng. Thiết kế rất là gấu, với trọng lượng của nó lên tới là 17kg và công suất là 350W nha. Về kích thước của âm đi, chiều ngang của nó là 430mm và chiều cao của nó là 170mm, chiều sâu lên tới là 405mm. Với chim đi Sony 555ES thì nó sẽ có thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp nha. Và ở phía dưới này thì nó sẽ có một cái nắp cốp, và ta sẽ nhấn nút đo open ra thì nó sẽ chứa đựng những cái nấm điều chỉnh ở bên trong. Với cái dòng Sony V555ES này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta kết nối cổng quang, anh em có thể nghe nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV rất là tiện lợi, và đương nhiên là vẫn cho chúng ta cổng kết nối analog để ta có thể nghe nhạc từ đầu đĩa. Với cái dòng Sony 555ES này thì nó sẽ cho chúng ta cái chế độ là chỉnh bass chép, và đặc biệt là có luôn cả các chức năng là chỉnh mic luôn nha anh em. Ta chỉ việc nhấn EQ nè, thì ở đây nó sẽ có cái mũi tên trái phải để ta có thể điều chỉnh chỉnh bass chép mic nha. Như đây là chỉnh volume của bass nè, đang cộng là 10 decibel, và tần số của bass ta có thể thay đổi nha. Và tiếp theo nữa là volume của mic nè, và có thể thay đổi tần số của mic luôn, lựa chọn loại mic wide và volume của chép, tần số của chép luôn nha. Với cái dòng này thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh riêng biệt kênh loa phong, loa center, center mic, center chép, rất là nhiều chế độ nha anh em. Chỉnh equalizer riêng biệt từng kênh loa. Và cái bộ nhớ equalizer thì nó sẽ có equalizer 1, equalizer 2, equalizer 3, equalizer 4, equalizer 5 và tắt equalizer. Rất là nhiều chế độ equalizer. Dòng này thì tiếng rất hay nha anh em. Và hỗ trợ đánh chế độ loa A, B, A cộng B luôn. Đánh nồi sò xăng ken to, công suất lên tới là 120W cho loa 8 ohm. Sử dụng hai trụ lọc nguồn to khủng là 18.000 microfarad. Chắc cầm gọi những cái dòng này rất hay, tiếng sáng nha anh em. Cấu hình rất là khủng nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chim đi Sony V555ES. Với cái cổng vào DVD là cổng quang và cổng CD là cổng analog nha. Và cổng DVD là cổng cổng quang. Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngang nghiêng trên đời này, lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt. Nghe buồn đau lên xót xa, trang điểm cho người vui đêm nay, chén chú chén anh dịu vơi đi lại đây. Nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú dối gian, em bước chân xuống đời thành mê hoang. Chất âm của cái dòng Sony V555ES thì rất hay nha anh em. Anh em sẽ thấy là khi mà em thay đổi cái equalizer của nó thì chất âm thay đổi rất là rõ rệt nha. Ngoài cái chỉnh volume chép nè, thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh volume tần số của chép nè, và tiếng bass rất mềm mại. Ta có thể lựa chọn là tần số bass mềm, bass cứng, rất là dễ dàng nha anh em. Cũng như là cái tần số mic nha, anh em muốn cái
thay đổi tiếng mic sáng hơn hoặc là dày hơn thì vẫn có thể điều chỉnh volume và điều chỉnh cái tần số này nha. Và đặc biệt là cái dòng Sony V555ES này thì nó sẽ có luôn cái cổng Breakout, thì ta có thể sử dụng chiếc mini này để làm giải mã DAC còn bù rẻ trong tầm giá luôn. Và máy về thì không có khiển theo máy, và em đã làm được một cái khiển học thì có thể chỉnh được full các chức năng của máy nha anh em. Đây, chỉnh volume nè. Anh em sẽ thấy là nút volume nó sẽ xoay nha. Rồi, nút ngắt tiếng đây nè. Ngắt tiếng là mute in nè. Các chế độ âm thanh nha. Đây, các chế độ xem phim và nghe nhạc. Chế độ auto, chế độ stereo ở đây, chế độ auto stereo. Đây là chế độ sleep nha, hẹn giờ tắt máy. Volume. Và các ngõ vào, ngõ vào số 1 là CD nè. Số 2 MD, số 3 là DVD. Số 4 là MD, số 5 phono, số 6 là tape, số 7 TV. Số 8 video 1, số 9 là video 2 nha. Rồi đây là nút tắt mở nguồn nha. Ngắt tiếng đầy đủ. Cấu hình rất là gấu nha anh em, máy về đẹp góc cạnh hết nha. Đây là cảnh cảnh mặt trước của máy nha anh em. Phay nhôm mà vàng chanh rất là đẹp nha, không một vết chai. Lắp cấp ở bên trong. Chế độ loa A, B, A cộng B. Và kết nối phía sau của âm ly. Toàn bộ sắt cắm mạ vàng hết nha anh em. Cấu hình rất là khủng nha. Đây là cổng quang. Anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV, cổng DVD nha. Và đây là cổng CD, cổng analog. Anh em có thể lấy tín hiệu từ đầu đĩa. Đây là thông số của chiếc đi Sony SDRV555ES điện áp 100V và công suất là 350W. Patin Malaysia. Cặp loa phong, phong A, phong B nha. Trở kháng từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Rồi em sẽ test cổng Breakout luôn cho anh em nha. Đây là hai loa nha. Rồi bây giờ em sẽ test cổng Breakout đây. Cổng Breakout. Breakout không? Rồi ta có thể sử dụng chiếc đi này để làm giải mã DAC ngon bộ rẻ trong tầm giá nha anh em. Cấu hình rất là khủng nha. Mã vàng hết toàn bộ nha, rất là đẹp nha anh em. Nội thất âm ly Sony V555ES nha anh em. Biến thế nguồn Sony cực to luôn, hai tổ lọc nguồn lớn. Rất là dày nha anh em. Dày bằng chiều cao của máy luôn. Cả tổ lọc nguồn cũng vậy. Sử dụng là 10 sò xăng ken, loại xăng ken 5 chân nha. Bên đây là 6 con và bên đây là 4 con nha. Cấu hình rất khủng anh em. Sử dụng những cái linh kiện cao cấp nha. Tụ xử lý tín hiệu là tụ vàng, tụ cao cấp hết. Gần kế hết nha. Với chiếc máy Sony V555ES công suất 350W, trọng lượng là 17 kg, hỗ trợ kết nối cổng quang
anh em có thể chơi nhạc mạng trực tiếp từ Smart TV. Và ngoài ra với cổng rear out thì ta có thể sử dụng chip đi này để làm giải mã DAC, ngon bộ rẻ trong tầm giá. Và với chiếc đi Sony V555ES thì em sẽ bán với giá là 3.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.